Do xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì video này thì mình sẽ thông báo cho người về thời gian mở bán của trang phục nữ bố cửu thiên ma thần. Đồng thời mình sẽ chia sẻ cho người về giá bán chính thức của trang phục này và mình sẽ hướng dẫn bạn làm sao các bạn sẽ được nhận miễn phí thẻ giá để mua trang phục nữ bố tiến nhất nha. Và trước khi vào video clip mình có thể bỏ ra 10 giây 1.000 like để đăng ký kênh bình luận ra phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và như thế đây mình có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, các bạn thể bớt chút thời gian các bạn qua kênh Diran Stone mô hình này, mọi người đăng ký kênh, tiện thể mọi người có thể để lại cho mình một chút thời gian, mọi người like video này ủng hộ mình để giúp kênh của mình sớm lên một chút người đăng ký nhá mọi người. Thì kênh này thì mình bán về mô hình đồ chơi ấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua mô hình đồ chơi thì có thể là qua kênh này để ủng hộ mình nhé, các bạn xem cũng được. Và sau đây thì mình sẽ review cho người về màn xuất hiện của trang phục nữ bố cửu thiên ma thần nha. Thì khi mà nữ bố xuất hiện không, các bạn sẽ thấy nữ bố đang là một người thường. Và khi mà rèn luyện thành kiểu thành tiên rồi, thành thần rồi thì nữ bố sẽ đeo trên mình một bộ quần áo kiểu thần trông rất là chất luôn. Đó, hiện bên về nha. Đánh trống mọi người, hiện bên về các bạn sẽ thấy đánh trống, mỗi đánh trống là kiểu có sấm sét trên trời rơi xuống. Tiếp theo hiện đánh tường này. Đó, kiểu uống khá giống trang phục Nagrod luôn các xứ mọi người. Kiểu thì đã sẽ thấy là có cái set màu xanh kiểu đánh tường này, chiêu một này. Đó, chiêu một lần thứ ba thì các bạn sẽ thấy là ra thì kiểu một trống. Chiêu hai nhé, chiêu hai thì mình giá là mức gọi tạm ổn. Và chiêu cuối, khi các bạn kích hoạt chiêu cuối không thì các bạn sẽ tạo ra một kiểu cái sân khấu, tạo có những cái trống ở xung quanh, trên đầu cũng sẽ có một cái trống ngoài hình xuất hiện đây. Trông cơ bắp một cưỡng chất rất là chất luôn mọi người. Wow. Thì nhìn sơ sơ qua trang phục này thì các bạn sẽ thấy là nữ bố chúng ta khá giống trang phục là của Lô Cơ Sứ đúng không? Kiểu mình thấy là kiểu khá là giống mọi người. Ngoại hình thì mình giá là kiểu cái liên tưởng ấy, mọi người đấy khá giống trang phục Nagrod Lô Cơ Sứ. Khả năng là trang phục này với trang phục Nagrod Lô Cơ Sứ là cùng một chủng loại. Còn nhưng mà trang phục này trang phục hợp tác nha mọi người, trang phục hợp tác giữa Lego Bay và Vương Giả Minh Diệu. Thế nên là Lô Cơ Sứ thì thật ra là Lô Quang Sứ cũng đẹp mọi người, nếu tính ra trang phục là Lô Quang Sứ đẹp hơn trang phục này, tại vì trang phục này mở bán thôi mọi người ạ. Lát mình sẽ chia sẻ cho người về thời gian mở bán và giá bán chi tiết của trang phục Nagrod nhé. Thì mình sẽ đi cho mọi người về hiệu cái năng trước cũng ổn phết mọi người. Chiêu một này, rất ok nha. Tiếp theo chiêu 2. Xem lại chiêu 2 nhé mọi người. Đó, chiêu 2 đây nha. Và chiêu cuối. Wow, chiêu cuối chất thật sự luôn ấy. Nhưng mà được cái là ngoại hình của trang phục này ấy, thì khi mà nữ bố xuất hiện không thì các bạn sẽ thấy là nữ bố kiểu trông rất là chiến và ngầu, mà kiểu trông rất là kiểu lực lượng cơ bắp ấy mọi người. Đấy, trông rất là đẹp luôn. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao các bạn thể là mua trang phục này rẻ nhất, có thể giảm giá để mua trang phục này nhé. Thì các bạn có thể tham gia những sự kiện để các bạn được nhận miễn phí để giảm giá. Ví dụ các bạn tham gia cho mình cái sự kiện vẽ bùa đấy, vẽ bùa trang phục Nagrod, trang phục mà theo lát tân niên vệ thần ấy, thì các bạn sẽ có cái thẻ giảm giá đó tầm khoảng thẻ giảm giá 400 con huy hoặc là thẻ giảm giá 199 con huy, thì các bạn sẽ tiết kiệm được trang phục này khá là rẻ đúng không? Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho người về cách thứ nhất là có thể được nhận miễn phí thẻ giá 399 con huy. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho người về cách thứ hai để có thể nhận được miễn phí thẻ giá 300 con huy nha. Thì khi các bạn tham gia cho mình sự kiện thử thách nữ bố thì các bạn sẽ được nhận miễn phí thẻ giá 300 con huy. Thì các bạn không cần phải mất con huy, các bạn không phải cần tham gia sự kiện để săn trang phục theo lát tân niên vệ thần, thì các bạn vẫn có thể là sở hữu trang phục nữ bố, thẻ giá trang phục nữ bố 300 con huy, thì các bạn sẽ được giảm chỉ còn tầm khoảng 999 con huy. Các bạn sẽ mua trang phục đó chỉ với giá là 699 con huy nhé, đúng không? Đúng rồi, 699 con huy. Còn nếu anh em nào mà không có thẻ giá đấy thì các bạn sẽ mua trang phục này trong thời gian ưu đãi thì sẽ mở bán với giá là 799 con huy từ ngày 8 tháng 8 cho ngày 14 tháng 8. Và các bạn nên nhớ cho mình nhé. Thì nếu các bạn có thẻ giảm giá 399 con huy thì các bạn sẽ mua trang phục với giá là 599 con huy thôi. Thì hiện tại thì anh em nào có nhu cầu nạp con huy sạch để mua trang phục nữ bố này thì các bạn có thể liên hệ qua số Zalo mình 0359188642 nhé. Thì khi các bạn nạp con huy trên kênh mình ấy thì mình đảm bảo các bạn để con huy sạch rồi con nào cung cấp 100% của bạn uy tín các bạn coi bàn nhé. Và nếu các bạn tính sơ sơ qua ấy, thì trang phục này thì mình đấy là khá giống trang phục Nagrod Lô Quang Sứ đúng không mọi người? Đấy, hiểu kỹ năng thì mình nghĩ nó khá tương đồng và kiểu cái tên gọi của nó chỉ là trang phục người trang phục hợp tác thôi.
Thế là các bạn sở hữu tầm khoảng 499 con huy thì thật ra là cũng tầm khoảng 599 con huy nếu mà bạn nào mà có thể giá sự kiện để tham gia sự kiện theo lát ấy, thì các bạn thể có thể giá tầm 399 con huy. Còn nếu bạn nào không có thì các bạn có thể mua tiền giá 699 con huy cũng ok. Còn giá gốc của nó các bạn mua 799 con huy cũng được. Đấy, giá gốc của nó 999 con huy mọi người. Đấy, trong thời gian giảm giá các bạn có thể đặt mua nhé. Thì sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và các bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye. In a world without order, power is everything. Dragon has been defeated. Torch, get out of my way! Been defeated. Some say I must have a weapon in onslaught. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. In a world without order, power is everything. Our Slayer Rain Tower is under attack. You have defeated an enemy.